Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với kết quả quay thử xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 năm 2020. Giải 8, Đài Thành phố Hồ Chí Minh 96, Đồng Tháp 05, Cà Mau 53. Giải 7, Đài Thành phố Hồ Chí Minh 811, Đài Đồng Tháp 193, Đài Cà Mau 364. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn đang xem kết quả quay thử xổ số miền Nam trên kênh Xem Kết Quả Xổ Số Hôm Nay. Hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Giải đặc biệt, Đài Thành phố Hồ Chí Minh 677010, Đài Đồng Tháp 008031, Đài Cà Mau 265755. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.